Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay của em. Ngày hôm nay em rất là vui có sức khỏe được gặp lại các bác tại bản Cò Ký của xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Thì em đang làm nhà cho hai ông bà tí hon ở trên này. Các bác, các cô chú theo dõi video clip cũng biết rồi. Ngày hôm qua em cũng ngủ ở trên này các bác, nên là tức là không quen với thời tiết ở trên này khá là se lạnh, nên là buổi sáng ngày hôm nay cảm giác cái họng của mình rất là khó chịu và khó nói. Sáng ngày hôm nay em cũng chạy ra chợ cách đây 7-8 cây á, mua cho hai ông bà một chiếc giường để lắp. Tuy nhiên là trời mưa không thể lên được cái đường đi lên nhà ông bà, nên là em nhờ anh em thợ xuống đây để giúp em chuyển chiếc giường này đi lên ở trên chỗ nhà của hai ông bà để lắp cho hai ông bà các bác nhé. Cái chiếc giường này thì thực ra bây giờ nếu mà như những ngày thường nắng á, thì có thể là vẫn chở lên ở trên đường này được, nhưng mà bây giờ thì khó lắm các bác. Tháo xuống đó để trên xe lâu khi yên hỏng. Làm xong bếp chưa? Bây giờ thì chuẩn bị dọn đồ đúng không? Ông bà từ sáng đến giờ dọn rồi. Ông bà nó quét nhà rồi, ông bà nó chuyển đồ nhiều vào. Nó còn không quét mà dọn hết đường đồ vào nhà đấy, chưa sáng. chưa sáng đã dọn hết về đồ vào nhà rồi. Đấy, em quên mất không bảo. Thế là em xử bảo là, em xử chỉ cho ông già kia bảo là nhà thì không quét cứ dọn đồ vào đây, thế là... Nhưng mà đồ của hai ông bà nhiều đồ nặng là không dùng được mà cứ dùng... Không mang nó hết được, trước xem là cái nào nhẹ để em vác cho. Để em vác cho. Em vác cái thang giường đấy. Ui. Em vác được. Vác được hết rồi. Cái này. Còn mấy cái. Lấy cái này ra một tấm để em vác. Còn mấy cái ốc. Ốc dưới này nữa. Gỗ này thì nó không nặng nhưng mà cũng nhìn chắc chắn một tí đấy. Nhưng mà trẻ con, riêng trẻ con thì ôi giời, mấy cái giường này trẻ con nó nhảy nhún phát. Hỏng. Đi đi, đi được không? Ừ. Lấy rồi. Ban ngày thì chắc không ai lấy đâu. Không có chìa đấy thì không được. Có chìa thì sợ đấy. Người ta qua đường người ta lái phát đi rồi xong. À, vợ chồng cãi nhau à? Ông bà còn biết cãi nhau cơ. Tại lúc sáng đây, đi em lấy cái thứ mẹ sẽ đo xem là hai ông bà cao bao nhiêu đấy. Tại lúc sáng chưa dọn dẹp thì bà đã mang đồ vào rồi thì anh bảo là bảo già xong bà chưa dọn nhà được có mang đồ vào sao chậu bà xong. Ông đi tỉ bà sao? À, chắc là hào hứng quá muốn dọn luôn. Dọn ở luôn đấy. Thích được nhà lắm. Bây giờ đi đào cái rãnh sau rồi đấy, sau nhà rồi đấy. Ừ. Phải đào đấy, không đào là trời mưa phát là kia phân bò bên trên của họ xuống đấy. Phân lận. Ôi giời, người dân trên này không hiểu sao đường như này mà lúc trời mưa, giả sử như đến cái mùa mưa ấy nhỉ, xe suốt ngày để dưới đường à? Sao mà lên được? Như chỗ mình mà khổ còn đỡ hơn một tí. Xe còn vào nhà được. Căn bản là người dân không có đoàn kết để đổ cái đường. So với người Mông chỗ khác thì người ta đổ rồi đấy. hôm qua bên này mưa không? Hôm qua bên này mưa không? Có mà lúc chú đi được lúc là mưa mà. Vừa mới đến giờ sang là mưa luôn. À thế à? Trời đã còn đi mưa rồi đấy. Còn đi mưa luôn đấy. Không, đến giờ sang là mưa. Đinh bạn cái bu lông thôi nhỉ? Đinh có rồi đấy.
có ốc vặt đây rồi. Dọn đồ rồi à? Chào buổi sáng nhá. Ừ. Sao là không có tiền không lấy? Hai ông bà. Ờ, hai ông bà thì cả đời, tức là ngày xưa đến giờ là chưa biết đến giường là như nào. Hai ông bà làm gì là biết giường như nào đâu, bây giờ bảo là không có tiền là không lấy. Ờ, thì nó đúng là đắt thật mà. Toàn là ông bà toàn lấy đá tự kè lên mà ở như thế thôi. Ờ, để chỗ này. Không, bên này cơ. Nhiều. Đợt vừa rồi trước đấy làm cái cửa sổ này, không để ý là không bảo cái ông này làm cho mình cái khung hơi thiếu sót. Thực ra thì ông bà chắc cũng ít khi mở cửa sổ lắm. Những cái nhà công trình trên này cũng không bao giờ làm. Nhưng mà làm được thì càng tốt. Nhưng mà nhà em còn cửa nhôm, còn không có khung cái này. Cửa sát này thì cũng có cái lan can gì? Cũng chắc một tí. Ở cái khung cửa sổ ấy. Đúng rồi. À cái lan can cái ấy đây này. Đây đây. Nó là cái vít đây nhỉ. Các bác nhá, cái này là edit. Em vừa để đây mà. À đây. Em thiếu sót một chút bởi vì là ngày trước là làm là cũng quên mất, không bảo cái anh thợ này nó làm cho mình luôn. Thì là thiếu sót chỗ này. Nhưng mà không sao đâu. Chắc ông bà cũng ít khi mở cửa sổ lắm các bác. Nhà em cũng như em nói cửa nhôm, nhưng mà em cũng không có khung. Những cái nhà trên này đều không có nhá. Nên là người dân cũng rất là ít khi mở cửa sổ ạ. Đây hai ông bà đang đào kia. Cái rãnh nước. Em nhờ anh em thợ giúp lắp một chút kia. À, cái chiếc giường cho hai ông bà. Đây là bếp các bác nhá. Đấy, bếp như thế này để đốt lửa cho thoáng hết cỡ đi. À, bởi vì các bác biết sao, khi mà đốt lửa là khói nó sẽ tràn tùm lum ra, nên là mình không nên rào quá kín thì lúc đó sẽ khói nó không thể chui ra ngoài được. Nên làm như này rất là chắc chắn rồi, lấy cái tấm pro này sẽ không bao giờ sợ dỉ hay là hỏng cả. May là vẫn là thừa một chút kia tấm ba em, nên là rào luôn cho hai ông bà ngoài này cho gọn gàng. Rất là gọn gàng luôn. Em sẽ xoay một chút vòng quanh cho các bác xem căn nhà nhé. Đây là bên dưới. Ở bên dưới thì cũng tương tự là phải vặn những cái ốc này. Tức là từng những cái cột này phải có những cái ốc này để giữ để mình hàn vào những cái thanh này ạ, cho chắc chắn. Đây, tất cả các cột đều có nhá. Những cái cột này đều có hết, bên dưới là có ốc nhá. Ở bên đằng này cũng vậy. Chỗ này cũng có ốc hết này. Rồi em đi đằng sau nhá. Hàng bạc phải đào rãnh luôn, bởi vì là ngay bên trên nhà mọi người dùng nước này, rồi là kể cả cái chuồng lợn ở trên này của người gia đình trên ạ, sẽ lúc trời mưa sẽ nước sẽ xuống ở chỗ này. Phải đào rãnh luôn ha, mà đào rãnh luôn đấy. Đấy, vòng quanh. Đây là đằng sau nhá, đằng sau nhà đây. Ông bà rất là háo hức, đã đọt rồi dọn đồ lên rồi. Khu này là bếp. Thời gian nữa có thể là ông bà sẽ để củi cái vị trí này, lấy một cái gì lập thêm một tí tẹo chỗ này để củi. Nhưng mà mỗi ngôi nhà khi mà làm xong á, đồng nghĩa là cần phải thời gian rất là lâu để có thể là hoàn thiện được. Tức là mình còn thiếu cái gì đó, mình phải lập cái đấy nha các bác. Bà ơi, bà, bên trên này không cần đào quá sâu. Sâu là ở cái rãnh bên này á, là có cho nước thoát bên kia. Ừ, ông ơi. Không, cháu bảo là bên trên này không cần đào quá sâu. Sâu là nước nó sẽ đọc lại cái chỗ này. Ông bà đào một cái rãnh á, là đi theo cái vị trí này này, xuống ở dưới kia. Ở dưới kia càng xuống, dưới kia càng sâu. Hiểu không? Nước mà nó cao. Ừ. Nhưng mà chỗ này không cần đào nữa. Đào rãnh đi ở dưới kia. Ừ. Đấy.
chỗ này, chỗ này sâu quá, mấy nữa là nước nó sẽ đọng lại đây, nó vào nhà đấy. Nhưng mà những cái đất này được có đổ vứt, đổ vào những cái chỗ này này, đổ vào này để đốt lửa đây nhá. Nó vào nó này. Ông này, ông. Hôm nọ mà nó chỉ sao nó này. Chỉ sao nó này. Đang bảo ông bà là để có nấu cơm ở trong nhà, nấu ở ngoài này á. Rồi rồi. Mà nó nó. Nó sẽ pứ sợ. Nó mà nó. Bên trong nhà đấy, ông anh thợ đã lắp cho ông bà bóng đèn, rồi là bảng điện lắp hết rồi. Đây là những cái đồ đạc mà ông bà đã chuyển lên trên này. Thế là có 3 cái hòm sắt, 2 cái hòm gỗ. Rồi ngoài ra rất là nhiều đồ đạc còn bên dưới này nữa. Nhiều lắm các bác ạ. Cực kỳ là nhiều đồ đạc. Cố gắng lắp nốt cho cái giường. Chưa có giường ngủ bao giờ, ngủ giường ngủ lên giường lại sợ ngủ không được đấy ông bà. Khóc luôn đúng không? Cái này ngày trước em không biết lắp, em toàn còn không biết lắp, toàn là lấy đinh đinh phát. Ở nhà mình toàn đinh phát, không hiểu sao nó lại bỏ nó vào đấy. Thì ra nó là dựng ngược như thế. Cái gì cũng có nguyên do của nó hết. Ông Bình Hàn á, lấy cái cà lê phạt á. Ông mang cà lê bây giờ lấy cái kiềm nới tạm đó. 13 không xe có. Cà lê hôm nọ, cà lê hôm nọ mua đâu? Xe ở dưới bắt tẩn bây giờ, dưới bắt so mà so để đó lấy. Thôi. Cà lê kia, à cà lê 17 à? Mình cứ nhớ là cà lê là vỏ lép nó khác. Cà lê nó khác, tròn nó khác. Đây. Vỏ lép nó khác. Lép này nó to được to, bé được bé. Còn cái khung bên này nữa. À còn gạch đúng không? Còn gạch tí nó kê cho cao một tí cho hai ông bà. không chào lên được. Ờ nhỉ. Bình thường mình thì cần kê thôi chứ nhỉ. Đấy đấy. Cẩn thận đấy, thả xuống đấy. Đang cắt cái này này. Mà wow. Chắc ông bà cũng không ngủ được, anh em bảo là sáng nay trời chưa sáng bà đã chuyển đồ lên rồi. Tức là vui quá, các bác có biết không? Dường như cả đời đã chưa bao giờ có nhà mới cả. Ngày trước là ngày trước đây, cách đây 10 năm trước rồi thì mới được hỗ trợ làm nhà thôi. Thì bây giờ thì em cũng nói qua một chút cái chỗ này. Nếu mà giả sử nhé, về sau này mà muốn tốt hơn á, có kinh phí á, thì mình lập thêm cái mái bằng chỗ này nữa. Cái mái bằng lập tầm cái vị trí này. Nhưng mà người dân ở trên này thì ít khi mọi người lập cái mái bằng, em thấy rất là ít. Hầu như là bởi vì mọi người không có điều kiện, nên là thôi cứ ở như vậy thôi. Là nắng mưa, nắng là không đến đầu, mưa không đến chân là được rồi. Không quá nhất thiết mà làm cầu kỳ cả. Ở trên này thì vật liệu quá là đắt, tức là con đường đi vận chuyển vật liệu lên trên này cước xe đã chỉ một chuyến thôi đã hơn 1,7 triệu rồi. Nên là giả sử như mình chỉ là một cái máy bằng nhưng mà để nói vật liệu thì nó cực khó. Nên là nếu mà lúc đầu mình không có đủ chi phí để tính toán từ đầu thì các bác sẽ rất rất là khó để có thể làm được tỉ mỉ như mình nói. Nhưng mà đây là cái căn nhà, tức là cái loại nhà đầu tiên em làm. Còn nhà xây thì mình cũng làm nhiều rồi
Tuy nhiên có thể là căn nhà đầu tiên thì có nhiều những cái thiếu sót, thì có những cái nào thiếu sót thì mong các bác các cô chú sẽ đóng góp những cái ý kiến để những cái căn nhà tiếp theo sẽ hoàn thiện hơn, tốt hơn cho những hoàn cảnh có khó khăn. Đặc biệt là em muốn hướng tới những cái vấn đề giúp đỡ các gia đình như là người già neo đơn rồi trẻ em mồ côi á, thì những cái hoàn cảnh đó là cần giúp đỡ nhất. Thứ nhất là người già neo đơn thì không có con cái gì hết á, thì họ cũng nhiều tuổi rồi không thể làm được. Còn ngoài ra trẻ em mồ côi thì tức là tuổi còn nhỏ nên là mình cần giúp đỡ nhiều nhất các bác. Tôi làm có bao giờ dài đâu. Em làm em cũng toàn chặt hết cả mấy cái thang này mà không không chặt nó không vừa ấy. Thế là đúng là mấy ông thợ này. Đúng là mấy ông thợ nó khác thợ. Không, cái này mấy ông làm một thể, tức là mấy ông làm nhiều chiếc nên là nó thành ra nó lột xào lột xổ đây. Không. Nói chung là thừa nó là thiếu. Đúng rồi. Có tính thế. Chạy đi, mang cái con dao này đi chạy đi. Ra này, ra cái dao tong này. Cùn như thế. Chạy nó ra. Thế thì đi dọn cái đồ kia đi. Cái đồ kia ra kia. Nhưng mà ông bà muốn để đâu? Không phải, không phải này đâu. Để bên kia, ông ạ. À. Để bên kia. Không phải. Không lý. Không có lý thì phải tính tài kìa. Em nó mang cái này về đấy. Không, nghĩa là chắc ông bà muốn làm hướng sang bên kia sao ạ? À, thế thì qua thế này nhá. Qua như này à? Không phải đâu. Không quay đi. Quay đi. Ăn. Không quay đi. Ăn chỉ nè, chỗ cắt. Không quay đi. Không phải không có lý đâu. Không quay đi đâu. Để như này thôi, để như này đẹp rồi. Tổ mông là nên ra không quay đi ở đây. À, ra tổ mông không có lý để đây à? Không quay đi. Ở đây nè. Không quay đi ở đây. Thế để chỗ nào ông? Để chỗ nào? Không, để đây. Cái này rồi, anh già nó... Bán cái để đây thôi ông ạ. Bởi vì là ở bên này là nhà của mình rộng hơn nên là mình để bên này. Bên kia là cách chỗ cửa nên là mọi người vào mọi người sẽ nhìn thấy giường của mình, hiểu không? Chứ không hề không có lý gì cả. Lý là do mình tạo ra mình đấy thôi. Thực ra các ông bà thì có thể là nghĩa là đúng ấy, nghĩ lên cái thang xuống một tí nữa. Lỏng luôn. Bây giờ ngủ trên giường nhá. Ngủ đâu cũng được nhá. Không sao đâu, ngủ đây mới có gạo ăn. Nghĩ nghĩ có vẻ như ông bà sẽ tự khiêng khiêng ra cái vị trí góc bên này hay sao ạ? À, tức là muốn muốn rộng. Hắn không biết. Hắn không biết. Anh nói để tôi. Ừ, tôi. Đấy kìa. Như thì người ta thế. Đúng rồi. Cái gạch này cho kê lên một tí. Tao rồi. Một bữa. Bữa. Ôi, chỉ nó sáng nào chỉ nghe. Tao pư là hay à? Ừ. Có mà. Ừ, cái là làm ấy, nó còn không giúp làm cái giường. Không, làm sao mà ai mà giúp làm cái giường. Cái này mình ra phải làm đến nơi đến chốn. Cứ ở đây. Rồi. Tao no. Ông bà mà cười. Ông vui nhảy tinh tăng tinh tăng giống như một đứa trẻ. Rồi. Bà bảo ông là sắp xếp về thôi, anh em sắp xếp về thôi, xem ông như nào. Bên nó chai tả mắt bây giờ một chế đâu. Nhưng là sao là một chế hả? Ừ. Có bạn có hả? Ừ. Ông nên muốn nhà có cái chế rồi là sao hả? Ừ. Bên bố hả? Ông vui giống như đứa trẻ nhảy tinh tăng. Nên là sắp xếp của.
Cái này à? Thả đấy. Như nào? Thả thẳng á? Ừ. Nó mùi quốc gia đâu. Như là hai ông bà là, các bác biết không? Hai ông bà là không dám dùng hai cái khóa. Khi mà dùng hai cái khóa này á, ông bà sợ là kêu vào trong nhà có người nhốt ở trong nhà mình là không ra được. Làm sao mà mùi quốc gia đâu? Làm sao mà sợ? Cái này tí nữa. Tí nữa phải bảo chồng bạn. Cái này chắc lắm. Chắc thì kệ nó chứ. Chắc có đi vừa quốc gia đâu. Không ai đóng mình đâu. Đóng mình bảo người ta mở cho. Mà cho mà nơi chắc lắm. Rồi là ông bà có khóa. Ông bà lúc nào lúc nào ngủ phải đóng cái này vào. Làm như này người ta mới không thấy. Anh ơi, ông bà, anh giải thích của ông bà ấy. Ông bà tức là sợ có hai cái khóa này, sợ là lúc mà ở trong nhà có người ta khóa và mình không ra được ấy, ông bà cứ sợ cái đấy à. Bảo với ông bà là lúc mình ngủ á thì mình đóng cái này vào, đóng cái này vào. Họ ni pu nó ni ni mo lu no. Sơ đó mà ni yên cả một đó họ mà, ông nó. Ơi, cái nào có nhìn lên nhìn lên bóp bóp khẩu. Tôi không thấy có. Đấy, người ta không ăn trộm được đồ. Phải giải thích. cứ sợ là lúc nào nằm xuống không ạ, người ta đóng ở ngoài không ra được ấy, ông bà sợ. Như là thường là ông bà sẽ muốn là có một cái ở ngoài thôi, tức là ở trong là không cần. Đấy, em cũng em sáng nay em cũng chở cái giường lên lắp cho ông bà luôn. Coi như là cũng mong rằng thì thực ra thì nếu mà có chi phí lớn hơn thì mình lập cái mái bằng ở đây thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thường thường nếu mà có tiền thì lập, chứ không có tiền thì mọi người vẫn ở thôi mà. Và lập cái mái bằng tầm khoảng hơn 1 mét nữa. Vâng. Thì ok. Mà dân ở trên này cũng ít khi mọi người lập được mái bằng á. Gia đình nghèo thì làm được như nào là ở như thế. Không sớm mưa sớm nắng là tốt rồi. Gió cũng không sợ là được. Anh em cũng lắp luôn bảng điện các thứ cho. Vâng, giường lắp xong hết rồi. Ô, ông bảo là không, tức là bọn em định giặt giường như nào, ông bảo là không muốn ngủ như thế. Nhưng mà người Mông mình có lý là không được ngủ như này không anh? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà ngủ như chiều này á? Ừ, ngủ như chiều này thì không được ngủ. Như chiều bây giờ là đúng hay sai? Cứ chiều này vứt được mà. Nhưng mà ngủ qua đồ bên kia đi. Đồ bên kia được mà. Nhưng mà như chiều này lại sai à? Ừ, đúng rồi. Thì dân tộc em này, nếu mà dân tộc em nhá là không thích ngủ kiểu này. Kiểu này tức là giống như cái mộ ấy. Nhưng mà hình như nghe anh bảo là anh thợ bảo là mộ của dân tộc mình lại nằm chéo. Đấy. Thôi đấy là mỗi dân tộc nó khác nhau. Và nên là để như nào ông bảo là ok được. Rồi ông bà dọn dẹp đi, chuyển đồ đi. Này cũng được đi. Bây giờ em sẽ nhờ anh chồng bạn, anh Hồ với lại anh em thợ chứng kiến một chút kia chi phí cũng như là công khai một chút đấy. À, anh gọi ông bà ra đây đi. Ngồi đây đi anh. Anh ngồi đây đi. Đây anh Hồ ngồi chỗ này. Ông bà cũng chưa biết là ai giúp đỡ mình ấy, ông bà còn tưởng nhà nước thôi. Ra ông bà tưởng là nhà nước, cứ nói là nhà nước. Thực ra thì các ông bà thì không biết đâu, ông bà chủ yếu là thấy ai cũng được giúp á thì tưởng như vậy thôi. Trước đây em thì cũng chưa nói với anh là cả là, tức là tổng cái chi phí bạn không, cứ kể nó đi, nó không sao đâu. Tổng cái chi phí như thế nào,
Tức là những ai giúp đỡ được bao nhiêu thì anh cũng chưa rõ mấy đâu đúng không? Giúp cái gì? Giúp đỡ tiền hay không bà? À. Vâng. Tức là ngày trước á là mình cái chị Lan thì là tổng là giúp được 22 triệu nhưng mà đợt vừa rồi là trước đấy có đưa 500 cho ông bà mua gạo với lại thì còn 21.500.000 đúng không? Là vừa rồi cô Lý Thị Hường ở Mỹ cũng giúp được 2 triệu này. À, chú Lê là người đầu tiên giúp á. Thì có 2 đợt. Một đợt là hơn 11 triệu một chút. Một đợt là 7 triệu. Thì tổng tức là em nói sơ sơ thôi. Nếu mà giả sử như mình ngồi đọc như hóa đơn này thì nó rất là dài. Chỉ nói sơ sơ qua là anh là người chứng kiến xem là mình đã dùng đi bao nhiêu. Sau đó là cái chi phí chi tiết á, em sẽ cái hóa đơn này em sẽ viết chi tiết ngọt ngào, em để ở cuối video để cho các bác tham khảo á. Thì tổng chi phí làm nhà là còn, tức là tổng là 41.574.000, đấy là tổng cái chi phí. Đấy. Hai ông bà lại đi đâu rồi? À thế ông ngồi đây đi. Đấy là vừa nãy là em nói với anh là tổng chi phí, còn là mình chi tiêu đi bao nhiêu á. Thì là tất cả mình mua vật liệu rồi là ăn uống các thứ á, là đi 36.200.000. Đấy là, vâng, đấy là tất tần tật luôn. Cả ăn uống, mua thịt hôm nọ các thứ nữa. Tất tần tật, em nói qua sơ qua như vậy thôi. Còn để, như em đã nói đấy, để chi tiết thì em sẽ để ở trên màn hình để cho các bác dễ quan sát. Còn là bây giờ là còn lại 5.374.000, đấy là chưa mua giường. Sau khi mua giường đi thì em cũng trừ cái số lẻ đi để coi như tiền sang đi lại các thứ, thì còn 5 triệu thì mua giường 1.2 triệu nữa là còn 3.800.000. Đấy. Anh nói chung là đây là của các cô chú để giúp đỡ. Anh chỉ cần nói rõ là cũng không phải là nhà nước hay giúp đỡ cho ông bà cả, mà là các cô chú ở trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao thì ông bà cũng không có biết đâu. Bà đang đi đeo gạo với xong nồi. Đấy, em nói. Nhìn đây. Chúng nó tỏ nó hàng có ai luôn. Thực ra hai ông bà thì anh chỉ cần nói là đơn giản là các cô chú mọi người thế thương ông bà thì cũng được hai ông bà thôi. Ai lưu chi khi chia tay nhìn ai lưu chi hơn, yêu cụ chia ai hô. Ayo, đi ở liều dọc mặt chê, nhu nọ đi lắm, chu lắm lưu mi lê hoa, nhẹ tổ nhẹ là, yêu chia tay, tuy nọ tay ai lưu chi hai mi lê hơn, tay lưu chi hai mi lê. Chị tay ở tân an, a tóc đi lưu gala bì kia chất chu lê này hơn. Đấy, đấy là phần như vậy nhé. Còn 3 triệu mấy này á, còn 3 triệu 8 này thì em còn bên anh em thợ nữa. Thợ là tức là sẽ là cả làm cả vận chuyển tất tần tật là 8.700.000. Vâng, vừa rồi là anh em thợ đã ứng 1 triệu trước rồi, bây giờ còn 7.700.000 đúng không? Còn 7.700.000 đấy là tất tần tật là vận chuyển đồ các thứ đều là nhờ anh em xuống dưới này chuyển á. Tức là chuyển đồ tất tần tật là 1.700.000. Thế thì em gửi tiền cho anh em thợ, sau đó là em cũng chắc còn lời ngày đợt bữa đầu tiên không biết là có anh mua thịt bao nhiêu nữa, tí nữa em xem nào. Bữa đầu tiên mình đào nền á. Đào nền kia anh em nhưng mua. Mà, anh nhưng mà em cũng mình mua. Mình chỉ mua lũ ăn sáng nhưng mà trên thích có tí thôi. Cái okay. Kia thì không tính. Cái kia mình mua để ăn sáng. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5. 7. Nên là được 7.500.000 này. Bây giờ là còn 7.700.000 đúng không anh? Này, anh đếm của em.
Ok, đấy là anh em thợ. Còn là em nghĩ là muộn đồ của anh các thứ ấy, thì em sẽ trích của các cô chú này muộn đồ của anh. Rồi là nói chung là làm phiền anh từ hôm đầu tiên này. Không cờ đâu, thì... Anh ơi, nói thì nói thế thôi, nhưng mà cái này là cũng hôm nọ em cũng thấy nhiều cô chú á nói là, tức là anh cũng nhiệt tình giúp đỡ ông bà, thì anh cứ cầm nhiều thì không nói, nhưng mà 500.000 là anh cầm. Nếu là ông bà, tức là không phải, vâng, cái này của các cô chú cũng nói là, đấy là anh thứ nhất là nhiệt tình là bỏ công sức ra đi kéo nước cho ông bà nữa. Hôm đấy là anh kéo nước là đi cả buổi chiều chứ. Hôm ông bà, tức là không kéo được nước ấy, hôm sau ấy. Đấy, anh còn bỏ công sức ra kéo nước rồi. Mọi... Anh hôm đấy anh cũng đi từ ra xá ra bên rào san kia mua... anh còn chạy đi chạy lại mua đồ tiền mua đồ, sang đồ, các thứ nữa cũng... thì có cái mà anh có cái mà giúp thì anh có biết giúp thôi, nhưng mà và... thì ở đây thì cũng nhờ anh sẽ giúp đỡ ông bà thôi, còn cái thiếu cái gì đấy còn cả đê thì bọn em cũng không cái gì cũng thì bây giờ thì ngày trước á hai ông bà cũng hay sợ là không có gạo ăn. Với lại vừa rồi có trước đấy đưa 500 thì hình như là hai ông bà em đi mua 300 tiền gạo 390, còn hơn 100 vừa rồi là ông bà lại mua cái dây kéo nước thì phải á 200. Thì bây giờ thì em cũng không trực tiếp ra bên này mua gạo được, nhưng mà gạo cũng gần thôi, thì còn em gửi 1 triệu cho hai ông bà để mua gạo, còn lại 2.3 triệu. Thì em nghĩ là số tiền ít ỏi thôi, em sẽ không có trích ra hoàn cảnh khác, mà là em trực tiếp em giữ lại để hôm lúc nào mà có dịp em ghé qua đây thấy ông bà, hoặc lúc nào mà ông bà thực sự mà khó khăn cực kỳ luôn, không có gạo ăn nữa, thì anh alo cho em rồi em lên mua gạo cho hai ông bà. Anh nói với hai ông bà là còn 2.3 triệu nữa. Cái này để mua gạo nhé. Thế thôi, cũng cảm ơn anh rất nhiều nha. Chắc là tôi có, bây giờ anh cũng có một số tiếp nhà. Và anh cứ... cảm ơn các chị với là các bác, các anh chị em với là giúp đỡ hai ông bà để là cái nhà đã hoàn thành rồi, nên là thay mà hai ông bà cảm ơn em sang với là các bác, các chị và rất là quan tâm để giúp đỡ theo bà, nên là chúc các bác, các anh chị với là em sang cùng gia đình hạnh phúc, luôn luôn mạnh khỏe. Có gì đâu, mọi cái trên này thì cảm ơn anh rất là nhiều, cũng như là nhờ các bác, các cô chú yêu mến em mới tiếp tục hoàn thành cái căn nhà mơ ước cho hai ông bà. Đây cũng là một trong những căn nhà gọi là bằng tôn sát đầu tiên, thì có nhiều những cái thiếu sót. Em cũng hy vọng là được mọi người đóng góp cái ý kiến thì có thể là sẽ có những căn nhà hoàn hảo hơn, tốt hơn về sau này, giúp đỡ được nhiều người hơn. Và cùng đồng hành để trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao em sẽ ngày càng phát triển hơn. Và ông bà cũng thế, và con đi về nhá. Đi anh nữa, đi dưới ra về cho anh á. Có anh thì bà ơi. Con về nhá. Đây đây ông bà cũng rơi nước mắt, bà cũng khóc. Thì chắc bây giờ anh cũng chuẩn bị đi về đây các bác. Đấy một chén à. Đấy một chén này. Có gì? Qua cho bọn em lên đây thì không sao. Nói chung là mọi cái điều anh giúp đỡ bọn em ở đây đã hoàn thành, làm cái nhà xong cho ông bà thì bây giờ thì bọn em cũng về, xong có dịp thì lên trên bản chơi. Là có dịp lên là chỗ em chơi nha, em cũng lúc nào mình đây chỗ thì mình sẽ vào chơi anh nha. Vâng vâng. Lúc nào cứ như là anh sang hay là anh em ra qua đây sang nó cứ bọn nhà nha. Vâng. Có biết nhà rồi. Có biết số.
Đấy. Thế bây giờ thì em cũng chắc có lẽ là tạm dừng video ngắn tại đây thôi. Bởi vì là các bác thấy là thời tiết này, buổi sáng thì rất là đẹp, còn một lúc tầm khoảng 9 giờ lại bây giờ lại sương mù rất là nhiều. Đây cũng là một trong những cái căn nhà số, nếu mà tính ra thì căn nhà thứ tư rồi, nhưng mà căn nhà tôn sát đầu tiên mà em làm á. Như em cũng nói rồi, có nhiều những cái thiếu sót còn chưa được hoàn chỉnh, thì mong các bác, các cô chú đóng góp những ý kiến để lần sau em sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bác, giúp đỡ một số những cái hoàn cảnh có đặc biệt khó khăn và một số những hoàn cảnh kém may mắn như là gia đình của hai ông bà nhé. Bây giờ em cũng tạm dừng video tại đây thôi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và đặc biệt là cảm ơn chị Lan ở Canada, rồi cảm ơn chú Lê ở Mỹ, cô Lý Thị Hường luôn luôn đồng hành cùng với con trong suốt thời gian vừa qua. Chào tạm biệt các bác, bye bye tất cả các cô chú.